Chương 10 Tìm kiếm thủ thuật và phím tắt thông dụng. Bài 1 Tìm kiếm và thay thế. Bài 2 Thủ thuật Word. Bài 3 Một số phím tắt thông dụng. Bài 4 Kiểm tra kiến thức. Để tìm kiếm, ta click vào thẻ lệnh Home trong vùng Editing trên sổ xuống và chọn lệnh File. Khi đó học thoại File and Relay sẽ hiện ra. Ta sẽ gõ từ chúng ta cần tìm vào, chỉ nhập vào trong lúc File Net để tìm. Khi đó văn bản sẽ tìm được cho ta những cái chữ chúng ta cần tìm. Để thay thế, cho select vào thẻ lệnh Relay. Ví dụ ta nhập cho gọi thay thế bằng chữ xuất. Sau đó chúng ta sẽ chọn lệnh là Relay. Như vậy chữ nhập sẽ thay thế chữ xuất. Và để thay thế tất cả, chúng ta sẽ chọn lệnh là Relay All. Khi đó văn bản sẽ báo chúng ta đã tìm kiếm và thay thế được 3 chữ nhập thành 3 chữ xuất.